Anh Phạm Anh Tuấn, công nhân bộ phận đóng gói thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn May S&D Quảng Bình, rất phấn khởi vì anh vừa được nhận số tiền 1,5 triệu đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ở trọ. Đối với anh Tuấn, số tiền này sẽ giúp anh trả tiền thuê nhà trong 3 tháng và dùng để thuộc thang điều trị bệnh. Công ty hướng dẫn các cái thủ tục làm rất là nhanh gọn. Và khi nhận được cái thông tin tiền hỗ trợ thuê phòng trọ thì em cảm thấy là rất vui mừng. Cũng như hàng trăm công nhân được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trong đợt này, chị Trịnh Thị Lan Hương, công nhân nhà máy ván ép Thăng Long thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thăng Long không giấu được niềm vui. Với chị Hương, số tiền 1,5 triệu đồng hỗ trợ đợt này thực sự có ý nghĩa, giúp chị trang trải tiền thuê trọ cũng như dành dùng một ít để lo cho tương lai. Em thấy nó rất là thiết thực đối với công nhân, nhất là những người lao động mà đi làm ăn xa mà phải ở trọ. Covid thì công việc của mọi ngành của xã hội đều bấp bênh cả, nhưng mà những người ở trọ thì có những thời gian bọn em không có việc mà vẫn phải trả tiền phòng trọ, thì em cũng rất là cảm ơn về cái chính sách này. Tỉnh và công ty về hoặc văn phòng công ty đã rất là quan tâm đến cán bộ công nhân viên, cứ như vẫn đất nhất là những người công nhân gặp khó khăn, thứ nhất là ở xa đến hoặc là những công nhân chưa đủ điều kiện, họ phải thuê nhà, thuê cửa. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định hai đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động. Với mức tương ứng 500.000 đồng một người một tháng và 1 triệu đồng một người một tháng, người lao động được hỗ trợ tối đa 3 tháng. Tại Quảng Bình, qua rà soát, có khoảng 650 lao động làm việc trong các doanh nghiệp đang thuê nhà ở trọ, với kinh phí hỗ trợ khoảng 1,2 tỷ đồng. Ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã nhanh chóng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Trong quá trình triển khai, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã phân công cán bộ thường xuyên tiếp nhận ý kiến, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc cho địa phương, doanh nghiệp và phân công cán bộ phụ trách địa bàn huyện để hướng dẫn hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Người lao động trong doanh nghiệp, đối với những lao động mà phải thuê trọ thì họ gặp thực sự là gặp rất nhiều khó khăn, bởi trong những năm qua thì cái tiền lương tối thiểu thì không được tăng do dịch đại dịch Covid-19. Rồi là nhiều doanh nghiệp thì phải giảm thu nhập, giảm tiền lương. Với cái chính sách hỗ trợ về tiền thuế nhà đã bớt đi một cái phần khó khăn cho người lao động để họ yên tâm trong làm việc. Tính đến nay, Quảng Bình đã có 18 doanh nghiệp với 419 lao động có quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà ở với số tiền giải ngân là 615 triệu đồng. Hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh, việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là chính sách hết sức ý nghĩa, kịp thời nhằm giảm bớt khó khăn cho người lao động, đồng thời cũng là cách để hỗ trợ người lao động trở lại làm việc sau đại dịch COVID-19. Hiện nay, Quảng Bình cũng đang đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét đề xuất Chính phủ mở rộng đối tượng người lao động làm việc ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Bởi đây cũng là những đối tượng rất cần được hỗ trợ, có phần động viên khích lệ người lao động tích cực hơn nữa trong lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.